hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Chúng ta hay xem những bộ phim Hollywood hay là những đoạn quảng cáo với kịch bản kiểu như là một ngôi sao và một người bình thường vô tình va vào nhau, thế rồi một tia chớp xẹt qua và thế là năng lực của ngôi sao bỗng nhiên được chuyển sang cơ thể của người bình thường kia. Sáng hôm sau thì ngôi sao sẽ ngủ dậy và nhận ra mình không còn tài năng đặc biệt nữa, mình chỉ còn là một người bình thường mà thôi. Câu chuyện của ngôi sao Simone Biles thì không kỳ bí như vậy, nhưng đây là một trường hợp hiếm hoi đã thực sự xảy ra khi mà một vận động viên giỏi nhất bị mất đi khả năng thi đấu của mình. Và khi sự phi thường biến mất, người ta có đón nhận sự bình thường của họ hay không? Quý vị đang theo dõi Giờ Vàng Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Giờ Vàng Thể thao đã trở lại với những góc nhìn của mình về Olympic Tokyo. Tuần vừa rồi, những câu chuyện đáng chú ý nhất của Thế vận hội chính là những gì cho chúng ta thấy hai mặt phi thường và bình thường của những vận động viên giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực của mình. Trước tiên, chúng ta hãy nói về sự phi thường của họ. Thế vận hội là một đấu trường không giống bất kỳ đâu. Các vận động viên đến đây nung nấu quyết tâm trong vòng 4 năm mang ra thi thố, không chỉ là để chiến thắng lẫn nhau, mà còn là để chiến thắng những giới hạn thể chất của con người nữa. Ví dụ như khi Usain Bolt lập kỷ lục thế giới 9 giây 69 tại Olympic Bắc Kinh 2008, con người cũng lần đầu tiên có thể chạy 100m dưới 9 giây 70, một giới hạn trước đó được coi là chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được. Và tại Thế vận hội lần này đã có thêm những giới hạn mới được chinh phục theo những cách khó tin nhất. Tại nội dung 400m vượt rào, vận động viên người Mỹ Ryan Benjamin đã có màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình với thành tích 46 giây 17, phá sâu kỷ lục thế giới được nắm giữ bởi Carsten Warholm. Hôm đấy lẽ ra đã là một ngày của Benjamin nếu như trên đường chạy không có một người khác, đó chính là Warholm, chủ nhân của kỷ lục thế giới cũ, thậm chí còn có thành tích tốt hơn. Anh tạo ra một kỷ lục mới và anh trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc dưới 46 giây ở nội dung này. Lực sĩ người Trung Quốc Xi Jiyong tranh tài ở hạng cân 73kg môn cửu tạ. Anh đã nâng được mức tạ 192kg ở nội dung cửu giật, nhưng các trọng tài đã không tính điểm. Tốt thôi, lần tiếp theo anh tăng luôn lên 198kg để phá kỷ lục thế giới và sau đó đã thành công. Những kỷ lục về tốc độ và sức mạnh luôn khiến chúng ta trầm trồ, nhưng để chạm đến cảm xúc của chúng ta thì phải là đây, kỷ lục về sự kiên trì và bền bỉ. Nữ vận động viên Oksana, người Uzbekistan của môn thể dục dụng cụ, vừa phá kỷ lục khi bước ra thi đấu ở kỳ Thế vận hội thứ 8 liên tiếp. Suốt từ lần đầu tiên khi còn là một cô bé 17 tuổi cho đến giờ đã là 46 tuổi, Oksana mới quyết định đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của mình. Oksana không tạo một kỳ tích đáng nể nào cả, mà bản thân cô đã là một kỳ tích rồi. Khi xem những cuộc tranh tài, chúng ta ngưỡng mộ các vận động viên không chỉ vì tài năng phi thường của họ, mà vì chúng ta biết rằng để có thể làm được như vậy, họ đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu ngày tháng tập luyện vất vả như thế nào. Nhưng đôi lúc, hình ảnh mà chúng ta nhớ nhất ở các vận động viên lại là những khoảnh khắc mà ở đó chúng ta không hề nhìn thấy sự phi thường của họ. Và những ống kính của Thế vận hội thì dường như cũng luôn thích thú với điều đó. Hãy thử lấy ví dụ bằng một vài cái tên đã gây sốt trong tuần qua. Có một sự tương phản rất khó diễn tả giữa hai cánh tay đầy cơ bắp của vận động viên nhảy cầu Tom Daly với cái sở thích lúc rảnh rỗi của anh này là đan len. Nếu có ai hỏi anh đan cái áo này có khó không, có lẽ Tom sẽ trả lời rằng ồ, cũng dễ mà, chỉ cần giành huy chương vàng Olympic thôi. Hay như một trong những hình ảnh cảm xúc nhất trong tuần qua, sau khi hai cô gái của đội tuyển cầu lông Indonesia giành tấm huy chương vàng, họ khóc ngon lành như những cô bé mới lên ba. Rồi chỉ ít phút sau đã nhí nhảnh ngay được rồi. Và nếu chúng tôi không nói thì có lẽ quý vị cũng chẳng quan tâm rằng tất cả những vận động viên vừa rồi có phải là nhà vô địch Thế vận hội hay không, phải không ạ? Nếu không biết về sự phi thường thì với chúng ta họ cũng chẳng khác nào một người bình thường cả. Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.